Thôi, rơi mất rồi. Ở nhà đi. Trò chơi vui nhỉ. Chắc lên lại thẳng vào cái khe chân này. Thôi, lại rơi mất rồi. Rơi đâu nhỉ? Thả chưa? Thả rồi à? Sướng. Ôi thế, cộng đầu chưa? À, phát này không rơi hẳn xuống dưới mà rơi ở trên ghế. Đó. À. Nào, đi tìm đi. Mất đâu rồi nhỉ? Chim. À, rụng rồi kìa. Tiếp tìm, khéo ngã nha. Này chơi được cả buổi tối đấy nhỉ. Chi chi. Ôi trời. Rơi mất rồi. Ha ha. Tiếp theo. Rồi rồi. Tiếp theo. Nào này chịu khó khê nhặt từ nãy đến giờ mà cái đoạn mà chưa quay phim phải đến 20 lần rồi. Đâu còn dưới. Ai nhặt lên, lái đi thả. Ồ, như chơi bóng rổ ấy nhỉ. Sướng. Đấy, cứ phải đi đúng sang vòng cái bên trái này mới thả đúng cơ. Thôi, rơi mất đâu rồi. Ồ, có cái tờ giấy gấp gấp vào mà Lào chơi được cả buổi tối. Đâu rồi? Thôi, lại rơi rồi. Này, này, kéo cộng đầu nhá. Kéo cộng đầu nhá. Này. Khéo. Này. Khéo. Cộc. Cộc. Này khéo cộc đầu nhá. Mất luôn. À. Phát này rơi xuống gần sang nhặt được luôn không phải cúi. Lào à, Lào đang chơi cái trò hay nào. Đâu rồi, phát này rơi xa thế à? Mất à? À, lấy được rồi. Ấy thôi, ngã rồi. Thương thôi nhỉ. Thôi, thương thôi. Mỏi tay quá, quay cũng mỏi tay rồi mà. Lào chạy đi chạy lại nhặt thì. Ôi trời, sướng. Ôi trời, lại ném qua rồi à? Rồi rồi. Nhặt được chưa? À, phát này ném luôn đấy. Lười dần rồi. À không, vẫn phải đi sang vòng bên trái đây. Rồi, rơi rồi. Rơi rồi. Đây rồi. Đây. Khéo ngã, khéo ngã, bám vào. Ồ. Này. Khéo ngã nha. Rơi hẳn rồi, rơi rồi. Rơi rồi. Rơi. Rơi rồi. Đâu quay mặt đây một ngắm cái nào. Quay mặt đây à. Ây à, sao đánh bố. Quay mặt đây các bác xem cái nào. Nhanh lên.